Bánh u nếp thang chuối thơm ngon, đơn giản dễ làm. Nếu các bạn yêu thích cùng vào bếp làm với Liên. Đó. Liên sẽ dùng 1 cup gạo nếp thang. Gạo nếp thang này á, nó sừng sực ha, cũng ngon lắm. Bây giờ Liên dùng cho 1 cup nếp thang. Đấy, để dùng 3 cup nếp này, mình không có làm nhiều. 3 cup gạo nếp thường, tổng cộng là 4 cup ha. 1 cup, 2 cup. Rồi, 3 cup, 3 cup gạo nếp thường, 1 cup gạo nếp thang là 4 cup. Làm được mấy trái. Bây giờ mình sẽ ngâm qua đêm nhé. Rồi Liên sẽ lột chuối ướp đường qua đêm luôn. Ngon đấy, trái chuối này nó ngon lắm mà. Ok, đây là 6 trái chuối nhé. Đường này Liên sẽ cho một chút xíu muối vô, nó ngọt thanh thanh ha. Tí xíu muối đầu muỗng muối thôi, xíu xíu dìm vào cái thòn cái đồ ha. Ở đây là 100 g đường, Liên sẽ bỏ vô đây. Lục cho chiêu giáp bạc quem thòn ca giáp tiền. Đây là 100 g đường để ướp chuối. Sau đó mình lấy cái đường này để xên gạo nếp luôn nhé. Giờ mình đậy lại để qua đêm ha. Giúp tí thòn coi giáp mạnh về. Rồi, chuối đã ướp qua một đêm rồi nhé. Tiếng coi cho giáp mạnh là Tiên sẽ mang cái chuối này lên ha. Đó. Rồi, cái đường này chưa tan nữa ha. Liên sẽ cắt làm hai ha. Đó. Rồi. Ok, Liên lấy đường này để xên gạo nếp nhé. Một khắp gạo nếp thang nè. Bây giờ Liên sẽ bỏ một ít vô đây, Liên xay cho nó có màu ra. Đó. Cái gạo này nó cũng sừng sực cứng á. Xay nhuyễn một tí. Mở lon nước cốt dừa mình bỏ vô ha. Đó. Rồi mấy cái đường này của chuối mình bỏ vô luôn. Rồi. 400 ml nước cốt dừa nha. Liên sẽ bỏ gạo nếp vô. Rồi, cái này mình bỏ vô luôn ha. 1/3 muỗng cà phê muối. Rất ít thôi. Rồi, mình sẽ xên cho nó khô lại. Liên mới bỏ 1 cup nước lọc nhưng không có quay video lại. Sẽ thêm 1 muỗng đường nữa. Đó. Nó vừa ngọt rồi. Đây Liên sẽ cho một ít tinh dầu chuối nhé. Banana flavored. Liên cho 1 muỗng cà phê. Rồi mình sẽ trộn đều nó lên ha. Có cơ hương chiêu sủi. Cái mày dầu xỉu xỉu con ngồi dầu ca cho giấc khắp sủi. Ok. Rồi. Cái chảo nếp thang mình ở đây ha. Rồi mình mất công bài ra cái bàn bự chuối ở đây đây. Còn cái lá Liên cũng rửa sạch rồi, khoảng hơn 1 gang tay một tí nè, các bạn thấy không ha. Chiều dài thì mình lấy hết cái khổ này ha, bỏ bớt một cái bao tay ra. Rồi, rồi mình xếp lại cái góc này như vậy một chút xíu ha. Tại vì cái này làm theo cách hấp với các bạn, nếu mà luộc á mình phải lá nhiều một chút nha, không phải nó nứt nha. Đó, bẻ một cái vòng tròn vô đây. Đây là 2 lớp lá rồi ở trong đây ha. Đó, mình quấn làm sao á các bạn, nó đủ hai hai lớp lá
Ở trong đây khoảng hai lớp lá đời dừa ha. Các bạn đừng có lấy nó nhỏ quá nó không có được đâu nha. Làm có cái lỗ nè, bỏ một cục chuối vô nha. Đó. Đó, bỏ thêm miếng gạo vô. Chàng cho nó đều. Cái này một lon nước cốt dừa 400 ml ha. Với lại là liền đánh cái gạo này á, nước đó bỏ vô khoảng nửa khắp đó để đánh ha. Rồi sau nữa mình lấy cái nước mình chan cái ly với lại cái nước cốt dừa á. Tổng cộng là một lon nước cốt dừa với lại một cup nước luôn nhé. Đó, mình để như vậy ha các bạn. Giờ mình xếp lá vô ha. Đó, xếp vô như vậy. Đó, thì mình cũng để như vậy hấp cũng được nhé các bạn. Nhưng mà mình không muốn nó bung, nó rách ra thì Liên sẽ cột lại nhé. Nó có nhiều kiểu để làm lắm bánh u ha. Không có cần thiết mà y chang như Liên vậy đâu ha. Có nhiều người không quấn cũng được nhé các bạn. Đó, mình quấn sơ nó thôi, mình để hấp. Còn luộc á, thì mình phải bó chắc chắc nha. Không chắc nó bung tao lông ra hết trơn á. Đó, khoảng một gang hơn vậy y chang nha. Làm thêm cái quặng vậy đó các bạn. Rồi cũng tiếp tục y chang làm như vậy. Nè, cái miếng dập ngang mình bẻ xuống trước ha. Mình đừng có để cuối cùng ha, cuối cùng là nó bị dách đó, dễ bị dách lắm. Tại vì cuối cùng mình phải làm mạnh ép nó xuống á. Đó. Đó. Nha. Ok, rồi mình quấn dây nhé. Cột một vòng rồi chéo xuống đây nè các bạn. Đó, rồi sẽ cột lại ở dưới đít hay là ở trên cũng được. Đó, vậy là ok đó. Đây, hai bên chéo xuống, cột lại ở dưới đây là được rồi nhé. Ok. Rồi bây giờ mình tiếp tục làm như vậy hết ha. Ok các bạn, mình tổng cộng làm được ở đây là 15 cái bánh. Bây giờ thì mình để lên hấp. Đó. Ok, mình đậy lại hấp 1 tiếng rưỡi nha. Ok, ngồi thì chân chắc có quần trung thầu. Wow, nó chín rồi nha. Bây giờ Liên sẽ tắt lửa. Liên để ở đây cho nó 2-3 tiếng Liên mới đem lên nha. Để nó nguội cho nó ngồi thêm chút xíu nữa nha. Liên tắt là co bên trung thầu. Phải hãy tù bỉ hủy. Cũng tùng cho xin Liên soạn lại ha. Ok. Ok các bạn, mình đã nấu được 15 cái bánh ú nếp thang chuối nha. Bây giờ Liên sẽ lấy một cái Liên sắc da thì chỉnh đôi sọc coi giá trị coi cho lì thấy hà tiệm cho cây dựng tròn ha. Rồi Liên sẽ sắc như vậy. Wow, bánh chuối nếp thang chuối đỏ nếp dẻo nha. Ok, bánh ú nếp thang chuối thơm ngon dễ làm. Mời các bạn cùng thưởng thức nhé. Đó. À, xin mời cả nhà nhé. Chén tài ca. Ừ. Bánh nếp thang chuối cũng dẻo, đặc trưng thơm mùi tinh dầu chuối ha. Mình có để tinh dầu chuối vô á, nó thơm thơm. Thích màu như vậy thì bỏ gạo nếp thang vô á thì cũng tốt lắm nha. Ăn vô cảm giác cái bánh á, thì dẻo mà cắn cái hạt nếp thang á sừng sực ngon lắm nhé. Ừ. Cũng vừa đủ ngọt, muốn ăn ngọt thiệt ngọt thì bỏ thêm đường ha. Nếu mà mình hấp á, thì mình bỏ ít đường không sao ha, nó cũng không có lạc đi. Nếu mà các bạn luộc á phải vấn nhiều lá, thêm một chùm lá nữa với lại là thêm đường nữa nha. Luộc á trong lúc đó thì nó lạc đi nhé. Ngoài tại vì của chinh sen hay cũng á trồng số vô bị gầm to thọn nó tắt cũng gì của này hay sạp sen cà liêu bị to sáng phủi thọn thôi cơ dám mày đi quẩn cái xì hậu á hơi chút sai cái đi mì tụ cơ là hãy đi sủi tụ ha. Tôi kỹ hữu xịt chỉ xích mày đó dẫu ti hay sỏn sỏn trời kỹ hữu mình cho. Ngon ngon, các bạn làm thử đi ha. Ngon.
ăn chúng mình có cảm giác cái vị mà giống như mình ăn cái gì có lẩu phộng sần sật vậy ha. Chuối nó ngọt quá trời ngọt luôn các bạn. Ngon ngon nha. Kho rất tuyệt vời, ngon. Mình sẽ uống miếng trà rất tuyệt vời. Cái bánh này dùng lửa chung, tại vì các bạn mở lửa lớn quá cái lá nó sẽ bị tét ra nha. Thì chứ như lò mày chiêu qua hãy dùng chung phở mạng phở lấy hơi chầu bao xay rồi đi chiêu dịp to chè tài ca sau thấy chúc tài ca sanh thảy kiện thân. Xin cảm ơn cả nhà dành thời gian theo dõi cách làm bánh ú nếp thang chuối. Mến chúc cả nhà nhiều sức khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Thank you. Bye bye.